chồng trong yêu thương. Vâng, xin mời chúng ta giúp đẩy lòng tay nhau để cắt chiếc bánh gato ạ. Vâng, xin mời quý vị thân mến. Và với sức với màu sắc ngày hôm nay, một màu hồng, một màu của tình yêu, màu của sự thống nhất, màu của sự ngọt ngào yêu thương, màu trắng của sự tinh khôi, sự thủy chung. Và ngày hôm nay thì đôi bạn trẻ của chúng ta đang tay trong tay để cùng chia sẻ một buổi trong yêu thương đôi lứa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gia đình, được cha mẹ chăm sóc và nuôi dạy một trưởng thành. Để rồi ngày hôm nay món quà vô giá ấy được trao trả về đằng sau lòng con của gia đình hai bác hơn và là vợ của chú rể Trần Cảnh. Trong lòng ai cũng vậy đó, cha mẹ thì luôn mong muốn con mình được gửi gắm vào những nơi đúng chỗ, và tin chắc rằng với tình yêu thương của cha mẹ thân sinh của chú rể sẽ coi cô dâu như một người con gái, thì cô dâu của cha sẽ vợ chồng từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp nàng, từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp nàng. Đây của cô dâu chú rể để cùng thề hẹn với nhau sẽ cùng nhau đồng cam cộng khổ, chia sẻ con buồn trong cuộc sống hôn nhân và cùng báo hiếu với hai bên cha mẹ. Thì chúng con xin phép được mời bố mẹ cùng với cô dâu chú rể sẽ cùng cùng đi vào với nhau ạ. Xin mời ạ. Và xin mời quý vị sẽ nâng cao ly trà được không ạ? Đó là chúng ta sẽ cùng hôn thật lớn được không ạ? 2, 3, 6 chúc mừng hạnh phúc trăm năm. Bố mẹ xin mời cô dâu chú rể lập tay nhau và giới thiệu chào mời. Và xin mời hai bên ông bà tham gia sẽ cùng đặt ly rượu để chúc mừng hạnh phúc cho lẫn nhau. Sẽ đại diện cho hai bên gia đình bắt tay nhau một cái. Xin mời hai ông công tác. Vâng, rất là tuyệt vời phải không ạ? Và xin một lần nữa chúc mừng cho hai bên ông bà thông gia, chúc mừng cho hai bên gia đình của chúng ta. Và xin chúc hai bên gia đình ông bà thông gia thật nhiều sức khỏe để đồng hành với các con thật lâu. Và chắc chắn rồi, cô dâu chú rể cũng sẽ sớm sinh cho hai bên gia đình của chúng ta những đứa con thật xinh xắn, để hai bên gia đình ông bà sẽ cùng chăm sóc và nuôi dạy tiếp tục với niềm vui và hạnh phúc của hai bên gia đình. Và ông bà xin được cảm ơn rất nhiều, và đặc biệt là xin được cảm ơn bố vợ ngày hôm nay đã cùng đồng hành với gia đình con điện thoại nhà gái để đưa cô dâu và chứng kiến chúc phúc cho ngày hạnh phúc của con mình ạ. Xin được tiếp tục mời thân sinh của cô dâu sẽ cùng trở về bàn tiệc danh dự của mình để cùng dâng tiền nước tiền trà. Xin được cảm ơn ạ. Mong mẹ cha chẳng bao giờ.